Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi. Hổ dữ không ăn thịt con, ấy vậy mà người đàn ông trong sự việc dưới đây lại nhẫn tâm hành hạ, đánh đập đứa con trai tật nguyền của mình một cách dã man, thậm chí còn nhiều lần cầm dao định thủ tiêu luôn con ruột của mình để trút bỏ gánh nặng. Uất ức dồn nén, đứa con trai này đặt cắt ngón tay, viết 10 lá đơn bằng máu gửi đến cơ quan chức năng nhằm đòi lại công bằng cho bản thân mình. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Trước những trận đòn roi liên miên của người bố vũ phu cùng người dì ghẻ độc ác, anh Trần Văn Hà, Nghệ An luôn sống trong thấp thỏm cùng mẹ viết những đơn thư gửi các cơ quan chức năng để đòi lại công lý, đòi lại quyền lợi ích đáng có của mình. Nằm một chỗ trên giường, thân hình co quắp, bản thân Hà không thể tự hoạt động cũng như sinh hoạt bình thường do bị dị tật bẩm sinh vì bệnh xương thủy tinh hành hạ. Tuy nhiên, nỗi đau bệnh tật của Hà không lớn bằng nỗi đau vì chính người bố đẻ của mình ruồng rẫy, bạo hành. Ký ức về người bố độc đoán, về người mẹ làm lũ chịu thương chịu khó ám ảnh Hà đến suốt cuộc đời. Nhóm phóng viên tìm đến khối 1, thị trấn Quỳnh Hợp, Nghệ An để tìm hiểu thực hư câu chuyện này. Tiếp chúng tôi là bà Nguyễn Thị Lâm, sinh năm 1968. Trong căn nhà lụp sụp, vá víu khắp nơi, nói là căn nhà thì hơi quá, thực chất nó chỉ là một túp lều tranh nhỏ nhỏ đang siêu vẹo đón lấy những đợt gió rét của mùa đông nơi vùng núi nghèo Nghệ An. Trong chiến trả ấm, bà Lâm trải lòng với những ký ức kinh hoàng. Thi thoảng bà khẽ rùng mình vì nhớ lại ký ức những trận đòn roi từ mấy mươi năm trước đang sống lại theo lời kể của bà. Bà Lâm kết hôn cùng ông Trần Hải Hùng, sinh năm 1959, người địa phương. Hôn nhân của bà là do tự nguyện, yêu nhau rồi đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Từ lúc kết hôn, bà Lâm phải sống trong cảnh cay đắng vì thói vũ phu của chồng. Bà Lâm kể lại, có những lần ông Hùng đánh ác lắm, cầm gậy gỗ mà phang lên người thôi, gãy vài cái xương sườn là còn nhẹ chán. Có lần tôi chữa đứa đầu, ông Hùng đánh tôi một trận suýt nữa là hư thai, khủng khiếp lắm. Những ký ức khủng khiếp mà bà Lâm kể lại khiến ai trong chúng tôi đều hãi hùng. Chúng tôi phải xin phép cắt lời bà vì không thể chịu đựng được nỗi đau thể xác mà bà Lâm miêu tả lại. Bà đã chịu đựng suốt 20 năm trời như vậy mà ngày nào cũng ăn đòn đều như ăn cơm. Không thể chịu đựng được nỗi đau thể xác, vài năm sau bà ly hôn với ông Hùng, nhận mọi thứ thiệt thòi về cho mình. Lúc đó bà mới 30 tuổi với 3 người con, một trai, hai gái. Nhưng người còn giữa là anh Trần Văn Hà thì bị dị tật bẩm sinh do bệnh xương thủy tinh. Bà đành ngậm ngùi để con cho chồng chăm sóc với ước mơ con mình được sống trong đầy đủ, không phải tha phương giống mẹ. Sau khi ly hôn, ông Hùng kết hôn lần hai với bà Trang, cũng ngủ tại gần đó. Sau đó bà Trang sinh ra hai người con trai, nên đứa con tật nguyền như Hùng bị ghẻ lạnh, bị đánh đập, bị chà đạp lên nhân phẩm và danh dự. Tiếp lời trong nước mắt, bà Lâm kể lại, lúc ly hôn, ông Hùng làm giấy tờ khống để chiếm hết tài sản về cho mình. Trong đó ông Hùng viện lý do là thương binh, rồi nuôi cháu Hà bị tật nguyền để chiếm 3/4 tài sản, để lại cho cô cùng hai người con gái 1/4 còn lại. Tôi cứ tưởng cháu sống với bố cháu sẽ bớt khổ, ai ngờ để Hà ở đó là sai lầm của cả cuộc đời tôi. Những lần thăm con, thấy con tàn tạ trong cơn mưa roi vọt của dì ghẻ mà khiến tôi đau như từng khúc ruột. Hà vốn thiệt thòi vì tàn tật rồi, nay cháu bị đánh liên miên như vậy thì không có tôi bảo vệ, cháu sống làm sao? Bà Lâm khóc từng hồi khi xoa lưng đứa con đã qua cái tuổi 25 mà nặng vẻn vẹn có 20kg, đang nằm co quắp trên giường. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng không đúng trong trường hợp của gia đình nhà Hà. Hà kể lại, đã có ít nhất 3 lần ông Hùng định giết chết Hà rồi. May mắn thay, có người can ngăn được nên anh mới sống sót được đến bây giờ. Hà thở dài, bố đánh 1 thì dì ghẻ đánh 10, bà ta thêm bớt vài câu là bố lại đánh nữa. Những lúc như vậy, tôi chỉ gào thét trong tuyệt vọng, xin bố tha thứ trong khi tôi chẳng biết vì sao mình bị đánh nữa. Vì tôi vô dụng, tàn tật nên tôi bị đánh hay sao? Được biết, bà Lâm từng nhiều lần đánh liều đưa anh Hà về nhà chăm vì quá bất mãn về hành vi của ông chồng cũ. Ông Hùng bực tức, đuổi theo, dọa giết cả gia đình bà. Và lần đó cũng là lần Hùng bị giết hụt. Hà đau đớn kể lại, lúc đó bố lấy một thanh gỗ dài định bổ vào đầu em, nhưng mẹ em che kịp nên cả người bà lĩnh trọn cú vọt đó. Trong ký ức của em, bố là một con ác quỷ. Hà cho chúng tôi xem những bức tâm thư là câu chuyện mà theo em chưa công bằng, oan khuất khi bản án của tòa án huyện Quỳ Hợp đã đẩy mẹ anh là bà Nguyễn Thị Lâm vào cảnh khốn khó, không lối thoát. Hà chia sẻ, năm đó bố mẹ em ra tòa ly hôn, đồng thời có một số tài sản chủ yếu là đất đai thì cũng kê khai để tòa án phân chia. Việc phân chia tài sản của tòa án không công bằng khiến mẹ con em thiệt thòi, lâm vào cảnh khó khăn chồng chất. Mẹ một mình nuôi 3 đứa con lại phải nhọc nhằn hơn khi phải gánh lên vai đứa con tật nguyền như em.
Cả một chặng đường dài hơn 20 năm trời, Hà đã phải chứng kiến mẹ viết đơn thư đi cầu cứu khắp nơi để có thể tìm lại quyền lợi, để có thể được thừa hưởng những tài sản mà do chính mồ hôi, công sức mẹ làm nên. Hà nói, những bước chân của mẹ ngày càng nhiều hơn trên đường đi tới công lý, trên đường đi tới từng cơ quan chức năng để kêu cứu. Nhưng mọi thứ vẫn không được làm rõ, sự thiệt thòi vẫn phải mang gánh lên đôi vai gầy của mẹ cùng với ba người con nhỏ. Sau nhiều tháng năm nỗ lực, bà Lâm chính thức được pháp luật ủy quyền nuôi Hà. Sau đó, bà Lâm phải tất bật mưu sinh để cho những đứa con của mình có cái ăn, cái mặc. Bản thân Hà là người tàn tật, được nhà nước trợ cấp hàng tháng hơn 1 triệu đồng. Thế nhưng, toàn bộ số tiền đến thời điểm hiện tại là 24 triệu 630 ngàn đồng đều bị ông Hùng chiếm đoạt. Nhiều lần ra tòa, bà Lâm yêu cầu ông Hùng phải trả số tiền đó. Không những ông Hùng không trả mà còn lên tiếng thách thức, đe dọa tính mạng của cả gia đình bà Lâm. Bà Lâm cay đắng kể lại, chúng tôi có lên tòa yêu cầu ông Hùng trả lại số tiền mà ông chiếm đoạt của Hà trong khoảng thời gian đó, nhưng tòa bác bỏ hết. Không những vậy, tòa án Quỳnh Hợp còn làm ngơ cho ông Hùng đe dọa, giết chúng tôi chết ở trước tòa. Rất nhiều tài sản mà chúng tôi lúc còn là vợ chồng làm ra đều bị ông Hùng chiếm toàn bộ. Bản thân bà Lâm phải nuôi ba đứa con trong cảnh nghèo túng, trong khi ông Hùng có nhà lầu, xe hơi, có của ăn, của để, giàu có, nhưng không cho các con của ông ta một đồng nào. Bà Lâm ngậm ngùi, hiện tại ông ta đang trao bán hết tài sản để đi vào Bình Dương tránh kiện tụng với gia đình chúng tôi. Cho dù tôi có làm đơn ra công an, tòa án nhân dân thị trấn Quỳnh Hợp đều bị tát bỏ và làm ngơ cho ông Hùng tát yêu tát quái hết. Chúng tôi bất lực lắm rồi. Chính vì thế, được biết Hà đã quyết định cắt ngón tay, lấy máu để đính kèm 10 lá đơn thư, gửi các ban ngành tìm lại công bằng cho mẹ suốt mười mấy năm qua. Kể về những bức thư được viết bằng máu, Hà chia sẻ, em phải làm vậy để xã hội đòi lại công bằng cho mẹ con em. Chứ 20 năm, mẹ em ròng rã đi tìm công lý nhưng không ăn thua. Hà nói giọng cầu khẩn khi rất mong mọi thứ của mình được trả lại cho mình. Không thể tin được rằng một người cha lại có thể tàn nhẫn hành hạ, đánh đập con của mình một cách dã man, thậm chí muốn giết luôn con trai ruột. Hổ dữ không ăn thịt con, ấy vậy mà gã đàn ông này lại có thể vì tiền mà lợi dụng đứa con đáng thương này để giành hết tài sản với vợ, sau đó lại không hoàn thành trách nhiệm nuôi dưỡng. Đã vậy còn cùng vợ sau hành hung chính con ruột của mình, coi việc hành hạ con mình làm niềm vui. Càng căm phẫn hơn khi tòa án lại bị người đàn ông máu lạnh này mua chuộc, bao che cho tội ác của tên vô nhân tính này. Hy vọng rằng sắp tới, các cấp chính quyền có thẩm quyền cao hơn sẽ xử lý vụ việc này thật nghiêm minh, đưa kẻ ác nhân ra trừng trị thích đáng. Có như vậy mới trả lại công bằng, phần nào bù đắp những oan ức, tủi nhục mà người thanh niên tật nguyền và mẹ ruột của anh ta đã gánh chịu trong suốt bao nhiêu năm qua. Tên nhân vật đã được thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.